Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, quỹ hưu trí cho lính cứu hỏa ở Texas đã phân bổ 25 triệu đô la cho Bitcoin và ETH. Quỹ này hiện đang quản lý khoảng 4 tỷ đô la, chịu trách nhiệm về quyền lợi của hơn 6.600 lính cứu hỏa đang hoạt động và đã nghỉ hưu ở Houston. Họ đã thực hiện giao dịch mua 25 triệu đô la Bitcoin và ETH. Hồ sơ công khai thông qua văn phòng kiểm toán Texas cho thấy quỹ đã phân bổ khoảng 0,6% danh mục đầu tư của mình cho tài sản kỹ thuật số. Giám đốc đầu tư của quỹ, Ajit Singh cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu điều này như một loại tài sản để thêm vào danh mục đầu tư của mình trong một thời gian. Nó đã trở thành một loại tài sản mà chúng tôi không thể bỏ qua. Khi ngày càng có nhiều thể chế được áp dụng, sẽ ngày càng có nhiều động lực phát triển theo cung và cầu. Tài sản kỹ thuật số mang lại cho chúng tôi khả năng tạo thu nhập trong tương lai." Cơ quan kế hoạch nhà nước của Trung Quốc kêu gọi công luận về lệnh cấm khai thác Bitcoin. Động thái này có thể báo hiệu các kế hoạch của chính quyền Trung Quốc nhằm sửa đổi lập trường tiêu cực trước đây của họ đối với hoạt động khai thác Bitcoin và tiền điện tử. Thông báo của cơ quan này đã yêu cầu công chúng phản hồi từ các đơn vị có liên quan cũng như mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Thời gian thu thập ý kiến sẽ kéo dài trong một tháng. Cơ quan này cũng chỉ ra việc Hoa Kỳ đã thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia khai thác Bitcoin thống trị trên thế giới. Hoa Kỳ hiện chiếm hơn 1/3 tỷ lệ băm khai thác Bitcoin trên toàn cầu, với Kazakhstan và Nga lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự thống trị ở Trung Quốc, các thợ đào đã kiểm soát 3/4 tỷ lệ băm Bitcoin trên toàn cầu. Các công ty khai thác ở Trung Quốc sau lệnh cấm đã di chuyển đến các địa điểm ở nước ngoài, bao gồm Kazakhstan và các bang như Texas, Florida, đang là địa điểm thu hút các thợ đào. Thông tin tiếp theo, quan chức ở kho bạc Hoa Kỳ thừa nhận hầu hết các giao dịch tiền điện tử là hợp pháp, nhưng vẫn dự đoán các biện pháp trừng phạt cần bổ sung. Wally Adejimo, phó thư ký Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, cơ quan này có thể sẽ thực thi nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với các công ty tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến các khoản thanh toán ransomware. Bất kỳ cuộc điều tra nào về các biện pháp trừng phạt tiền điện tử sẽ bao gồm sự hợp tác với FBI, cộng đồng tình báo và các cơ quan khác. Cơ quan này đã thừa nhận sự tăng trưởng của tài sản kỹ thuật số là một thách thức phải giải quyết để hạn chế hoạt động của tội phạm. Đồng thời họ đã sẵn sàng bổ sung những biện pháp trừng phạt. Và thông tin cuối cùng, quỹ Valkyrie Bitcoin ETF Future sẽ hoạt động từ ngày 22 tháng 10. Quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin của Valkyrie sẽ hoạt động trên Nasdaq chỉ vài ngày sau khi Proce ra mắt một sản phẩm tương tự. Valkyrie Bitcoin ETF sẽ có hiệu lực và được thiết lập để bắt đầu giao dịch trên Nasdaq dưới mã chứng khoán là BTF vào thứ 6. Giám đốc điều hành của Valkyrie Funds, Lia Wall khẳng định, sự ra mắt sắp tới của quỹ Valkyrie đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa ngành công nghiệp tiền điện tử và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.